Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Túi đồ. Trong này thì mình vẫn còn có thể sở hữu được vị tướng nữa. Ở đây chắc chắn là mình sẽ all in với Sukuna rồi. Chơi tạm thời là chơi một em thôi đã, cho nó mạnh hẳn lên anh em nhé. Lấy luôn Sukuna anh em nhé, cứ all in thôi. Mảnh này ghép luôn xem là được cái gì không nha. Ok rồi luôn, lại hai em này ạ. Asenoki. Đây này, được thêm một em Mei nữa này anh em này. Và đây là có một em Jogo này. Ở đây là Yoshino Junpei thì lúc nãy nó vừa ra mảnh rồi. À, anh em hỏi tại sao mình có nhiều cái dương như thế đúng không? Thì hiện tại là mỗi cái phần đặc quyền á, là mình đều mở full rồi. Nó mở ra cái đặc quyền gì thì mình mở full được, vì mình đang trong hành trình gọi là đua top 100 ngày đua top nha anh em. Nếu như anh em mà không đua top giống như mình thì nên lưu ý đến mấy cái đặc quyền đây này. Người mới khám phá, tất cả những cái đặc quyền này thì đều phải mua. Bên cạnh đó cái sổ tay thuật sư nha anh em, cái này cũng nên mua này. Đây này, nhiệm vụ làm xong thì mình có thể là nhận được rất là nhiều phần quà luôn này. Ok chưa? Đấy. Rồi bây giờ mình ấn nhận phát nha anh em. Đó anh em thấy không? Lại có thêm một dương chọn đội cao cấp này. Đấy, ngon mà. Thì mình sẽ có rất là nhiều cái nguyên liệu để thể nâng cấp được thôi. Rồi, em tiếp theo được nâng sao đó chính là Sukuna. Thì mình sẽ nâng sao lên nhá. Lên 9 sao thì em nó cũng vẫn chỉ cần một phôi thôi. Lên 10 sao thì bắt đầu mình khoai hơn này. Hai em 5 sao đúng không? 1, 2. Và một em 6 sao à? Quên mất, chưa nâng cấp em 6 sao thì làm sao mới được. Phòng thí nghiệm dị năng này. Ok, 6 sao. Mei có thể lên được 6 sao à? Nhưng mà hơi tiếc cho Mei nhỉ? Rồi, cho nó đi luôn anh em nhá. Mei với chúng tôi này. Kẹp luôn. Tầm này đang bấn anh em ạ. Mình sẽ all in được Sukuna cho nên là không cần thiết mấy em kia. Để mình xem nâng cấp lên 10 sao thì sẽ như thế nào nha. Wow. 1, 2, 1, chọn. Đây này, cần rất là nhiều cái thuốc này. Úi dồi ôi, tăng sao. Ok, như vậy là thành tựu của mình đã đạt được là tướng 9 sao đầu tiên cho đội hình của mình. Đó chính là Sukuna anh em nhé. Nhưng mà để lên được 10 sao thì cũng hơi căng thẳng đấy. Bởi vì là cần tận hai em bản thể cơ. À đúng rồi anh em ơi, nãy mình vừa mở ra được cái dương Sukuna 6 sao mà. Thế bây giờ mình nghĩ ra cách là sẽ reset cho em Sukuna ở thời điểm hiện tại này của mình. Sau đó là sẽ dùng cái phôi 6 sao kia nâng cấp lên. Thì sẽ đủ phôi lên 10 sao. Uầy, hợp lý. Đấy, trả lại cho mình 3 em Sukuna. Cộng với lại mấy cái phôi kia. Rồi, khôi phục lại nhá. Ok, khôi phục tướng xong rồi này. Đây, thì mình lấy em này để nâng cấp bởi vì nó 6 sao sẵn rồi. Thăng cấp lại này. Tăng sao trước nha anh em. 4 phôi đúng không? 1, 2, 3, 4 này. Tăng sao. Lên 7 sao. Ok này, đặt nhanh. Một em 6 sao, có liền. Lên 8 sao nha. Hai em đúng không? Đây rồi. Ok, lên 9 sao. Uầy, thế thì mình đã đủ bản thể để nâng cấp cho Sukuna lên 10 sao rồi anh em ơi. Cùng phe 6 sao này nhưng mà mình lại hết à. Ôi, một em 9 sao nữa cơ, vãi thật. À, nhưng mà tướng 9 sao này là một tướng 9 sao bất kỳ thôi. Cái này mới phải là cùng phe này. Thế thì cũng đơn giản, để mình xem có em nào nâng cấp lên 9 sao nhỉ. Uầy, khả năng là Megumi của mình là nâng cấp lên 9 sao đấy. Mình thấy nhiều phôi này. Đấy, nhiều phôi này anh em này. Nâng cấp luôn anh em ạ. À, đây, có một ông Megumi. Rồi, làm phôi em nhá. 1, 2, 3. Lên. Uầy, nhưng mà có đủ tài nguyên để nâng cấp cho nó lên 9 sao hay không này. A2. Ôi, may quá anh em ạ. Đây là sức mạnh của mấy cái đặc quyền anh em nhá. Nó sẽ cho chúng ta rất là nhiều những phần thưởng khi mà đạt mốc nhất định luôn á. Rồi, ngon lành anh em ơi. Kế hoạch vực sâu để xem ra nào. Có mảnh tướng kìa. Thứ mình cần bây giờ nó lại là thuốc tiến hóa cơ. Ôi, nhận luôn được. Mở thêm phôi, biết đâu lại ra có phôi để cho chúng ta nâng cấp lên 90 sao. Hợp lý này. Vực sâu thì mình đang vượt đến tầng 172. Thì có thể nhận được thêm một chút nữa này. À, 180 thì mình nhận được thêm à. Ok, tạm thời như vậy đã anh em ạ. Và đây rồi anh em ơi. Sau một hồi đi leo tháp vãi hết cả mồ hôi ra thì cuối cùng mình cũng đã đủ nguyên liệu để nâng cấp cho cái anh giai này Megumi lên được 9 sao anh em nhé. Thôi phải dùng bản thể thôi bởi vì hết phôi rồi. Đây này. Đấy, khi mà lên được 9 sao là mình sẽ nâng cấp được cho
Sukuna của mình lên 10 sao. Wow, em tướng 10 sao đầu tiên ở trong đội hình của mình anh em ơi. Ơ, cùng phe lên 6 sao à? Đây này. Đó. Bây giờ mình sẽ đi ghép thêm phe sức mạnh nữa lên 6 sao là có luôn hồi nữa này. Đây. Ô hay, thế nào vẫn chưa có em nào thế. Đặt nhanh, ghép. Ok đây rồi, có em Mai lên được 6 sao anh em nhá. Còn quá. Rồi. Quay trở lại với cả Sukuna nào. Anh chú. Lên luôn anh em. Vẫn còn thiếu tận 4159 cái thuốc tiến hóa nữa cơ anh em ạ. Thế này lại phải đi leo tháp mệt nhỉ rồi. Day 4. Ôi, sau một khoảng thời gian cực kỳ là bùng lổ, mình đã đi tháp thần rồi thì đủ các thể loại hoạt động. Cuối cùng mình vẫn đã đủ được 10k thuốc tiến hóa. Và bây giờ mình sẽ nâng sao cho em Sukuna của mình lên được 10 sao anh em nhá. Nâng luôn. Đấy. Và em Megumi của mình thì cũng lên được 9 sao rồi. Bây giờ phải nâng luôn. Tốn thuốc tiến hóa kinh khủng luôn anh em ạ. Giờ nâng thôi. 1, 2, 3, 4, 5. Đó là 10 sao đấy anh em ạ. Nâng. Oh wow. Wow. Chị chó con bò luôn anh em nhá. Và đây rồi, hoàn trả lại 50 thuốc tiến hóa anh em ạ. Ảo thực sự. Rồi, nâng cấp được thêm một tí nữa. Hiện tại level 203. Tối đa mình có thể nâng cấp được lên level 255. Tuy nhiên là cái thuốc XP này của mình ấy, nó lại bị hết rồi. Tí nữa lại phải tham gia hoạt động cơ. Căng nhờ, để lên E1 xem là cần tốn bao nhiêu. Ô, một em phôi 6 sao này. Cũng căng đấy. Và thêm một em phôi 9 sao bất kỳ. Ôi dồi ôi. Nhưng mình phải công nhận là nâng sao lực chiến lên nhanh thật đấy. Bây giờ thì mình sẽ test thử cái quả boss chiến nha. Hôm qua thì mình đã mắc kẹt ở con boss chiến đấy. Hôm nay đánh lại để xem với sức mạnh của Sukuna khi mà lên được 10 sao thì nó sẽ như thế nào. Ôi thôi xong rồi, toang rồi. Dính choáng ngay phát đầu tiên anh em ạ. Tí nữa mình phải xếp lại đội hình mới được. Trời ơi, thốn quá. Đội hình của mình thì hầu như là về đam hết. Thế cho nên là chưa có vị tướng nào chống chịu ở hàng đầu cả. Nên tí nữa có lẽ là mình sẽ phải đổi lại cho em Sukuna, thay thế đội hình một chút để cho nó đỡ bị thọt nha. Không đứng đầu thì chịu nhiều sát thương quá. Ôi ôi, đau thế. Vai trưởng ạ. Ôi dồi ôi. Khỏe nhở. Thầy Gojo, liệu có làm ăn được trò chống gì hay không đây à? Thầy ơi. Ai à, cũng đau đấy. Thầy đánh không phải là dạng vừa đâu anh em ạ. Rồi luôn nhưng mà vẫn bị thua. Bởi vì dính choáng pha đầu tiên thốn quá. Rồi mình sẽ phải bày trận nhanh lại trong phần đội đã. Đội hình đây. Phân tán, ok. Bài trận như thế này cũng được. Lưu đội hình lại nha. Hiện tại thì thực ra mình thiếu mất một em Hana là một vị tướng hỗ trợ ấy. Thì để trong video tới thì mình sẽ cố gắng là up lên VIP 10, có thể sở hữu thêm một em Hana nữa. Lúc đấy nâng cấp thì nó mới mạnh được anh em nhá. Rồi, bây giờ sẽ tiếp tục đi vào đài nha. Đấy, tạm thời như thế này đã này. Boss chiến luôn. Nếu như vẫn không ăn thua thì nữa mình sẽ đẩy em Yuki lên đây để chống chịu bớt. Còn Sukuna sẽ về đằng sau. Chiến rồi. Quả này hy vọng là có thể là vượt qua được anh em nhé. U là trời. Đứng hàng đầu thốn quá anh em nhỉ. Ok. Liệu rằng là một mình anh Sú cũng như là với Khầy có thể là chống lại đám mafia kia hay không đây. Mày à bữa ấy. Ừ. Lại nói với em Yuki. Thì thực ra là em Yuki là mình có thể là mình test sau khi mà đã cập nhật. Cho nên là mình cũng thấy em nó có khả năng vừa đam vừa hỗ trợ khá ổn thôi. Tất nhiên là có thể anh em được test ở cái phân khúc trước khi mà nó cập nhật á, thì nó mạnh mẽ hơn một chút. Uầy, thầy làm được nha anh em. Trời ơi. Ôi. Ơ, thắng này. Ơ, haha, hình như có sát thương thiêu đốt hay gì đó thì phải. Nên là cái địch đã phải nằm xuống rồi. Ui tuyệt vời thế nhở. Nhìn chung mà mình thấy ở thời điểm hiện tại, khi mà Sukuna của mình lên được 10 sao rồi, nhưng về lượng sát thương gây ra thì thầy Gojo vẫn làm cái gì đấy khác bọt thực sự anh em ạ. Chật trời người rơi luôn á. Hồi dưỡng, bây giờ kiếm đâu ra được một thầy nữa nhỉ? Để có thể là nâng cấp cho thầy lên 9-10 sao thì sẽ ngon lành cái nào hơn. À đúng rồi anh em ơi, nhân tiện thì mình cũng sẽ nói luôn, ở đây có một cái mẹo để cho anh em có thể lắp trang bị sao cho nó hợp lý nhá. Nếu như anh em cứ ấn đeo nhanh như thế này thì nó sẽ không hợp lý đâu. Mà anh em phải nhìn ở trong này nó có một bộ này, ví dụ như là có cùng hai món sẽ kích hoạt búp sinh lực này, búp công này, lại tiếp tục là búp sinh lực đúng không? Thì anh em sẽ nhìn cái tên trang bị, ví dụ như đây là găng kỳ tích, ở đây là giày quang huy, ở đây là giáp quang huy, ở đây lại là kiếm kỳ tích.
Thì bây giờ mình sẽ đổi xem là có cái món nào không. Ví dụ như món kiếm quang huy này, nó chỉ có một sao thôi và lực chiến nó thấp hơn một tí, nhưng mà anh em đeo vào, mình sẽ được cộng những cái chỉ số ẩn, ví dụ như công 13% lên, thì nó sẽ rất là ngon anh em nhé. Tương tự như thế thì đối với thầy Gojo mình cũng đang trang bị này. Ví dụ như là có một món đây, găng truy hồn. Đó, giày truy hồn và thêm một cái nữa là kiếm truy hồn thì mình có được búp công 7% và sinh lực 5%. Rồi, nên là anh em tích cực chế trang bị ở trong này này anh em này. Đây, sở nghiên cứu anh em nhé. Cố gắng là chế thật nhiều vào, cứ ấn ghép nhanh cho mình. Tiếp tục ghép nhanh. Ôi, ngon quá anh em ạ. Dạo gần đây thì mình đã thấy game nó mượt mà hơn rất là nhiều rồi, chơi sướng hơn rất nhiều anh em nhé. Ok la. Đó, hợp lý luôn này. Nếu như anh em mà bị hết vàng thì anh em có thể đầu tư thêm kim cương ở đây để mua. Ngoài cái số lần miễn phí ra thì mình cũng thường xuyên là mua mắc ở đây này. Đó, anh em thấy không? Sau này sẽ cần tốn rất là nhiều vàng cũng như là cái đá XP nha. Anh em lưu ý nhá, cứ mua dần vàng đi không thiếu đâu, bởi vì là à không thừa đâu. Bởi vì là sau này ấy, chúng ta nâng cấp cái này tốn kinh khủng luôn á. Chiêu mộ, ui 243 vé rồi. Chiêu mộ luôn anh em ơi. Không cần phải tích lũy làm gì, bởi vì bây giờ mình đang rất cần phôi để có thể là nâng cấp tướng. 200 vé, ui Yuki nữa này. Ô, thế là Yuki của mình nhiều phết rồi đấy. Có thể là nâng cấp được lên 9 sao, 10 sao rồi đấy anh em ơi. Để mình xem có em gì ngon là cái nào đấy không nha. Wow, Naobito à. Ây à, có nhiều anh em thì khuyên mình đang bảo là nên chơi em Maki thử đi. Thì mình cũng đang muốn là ra nhiều em Maki một tí để mình test thử xem như thế nào. Cho anh em có sự tham khảo nha. Megumi này. Ôi giời ơi. Ôi ôi, Nanami. Số tướng đã giới hạn rồi đúng không? Thế thì mình lại phải tiếp tục công cuộc, đó chính là đi ghép tướng rồi này. Ở đây mình ghép được kha khá em lên 6 sao luôn á. Nhưng ghép 5 sao trước đi. Còn lại thì mình sẽ giải phóng nhanh nha. Ok. Nhiều tướng quá. Tiếp tục là chiêu mộ thôi anh em ơi. X10 nào. Hy vọng lần này có thể ra làm gì xịn xò hơn Yuki xạ thủ này. 10 phát nữa đi. Yaga này. Thêm 10 lần nữa nào. Ôi giời ơi. Kusakabe. Elso. Hả? Momo. Trời ơi. Đen vậy. Còn 63 vé nữa thôi. Nhanh thế nhở. Cú thực sự anh em ạ. À. Yujo này. Chắc là sau này phải tích lũy lại chờ những cái sự kiện thôi anh em ơi. Ví dụ như chiêu mộ đủ số lần thì chúng ta sẽ lấy được những vị tướng giới hạn, vị tướng xịn sò con bò ấy. Thì nó sẽ hợp lý. Mai. Ôi giời ơi, Toge này. Thôi, toang rồi anh em ơi. Tình hình là cứ chiêu mộ như thế này với nhân phẩm đen như mình thì không ăn thua rồi. Bắt đầu từ ngày hôm nay thì mình sẽ tích lũy lại nha anh em. Mình nghĩ là sau này thì nó sẽ có những cái sự kiện. Ôi lại thêm một em Yuta nữa này anh em này. 280 ruby, khả năng cao là mình sẽ tiêu nốt anh em ạ. Đây, cứ đầu tư vào vé quay này. Thêm một cái nữa, 200 rồi còn 80 ruby đúng không? 80 ruby thì mình nhớ là gói giờ vàng có không nhỉ? 150 à? Không có. Gói đây này, bên này có không ta? Không có 50 ruby à? Mình phải kiếm gói nào mà đúng tròn 80 ruby thì mới đủ nha anh em. Ha, đây có 20 ruby này. Có thể tiêu được. Còn 10 ruby nữa thì mình biết tiêu vào đâu rồi anh em ạ. Ở trong cái phần quà thất diệu này anh em này. Có một chút tài nguyên với chỉ 10 ruby thôi. Thì cuối cùng mình cũng đã đủ để lên VIP 10 rồi anh em nhé. Lên VIP 10 thì đây. Căng thẳng chưa? Wow. Xịn sò con bò quá anh em ạ. Ở trong gói ngày này cũng có này. Quên mất này. Ok. Được. Tạm tạm như vậy đó. Cái thấy mua trong gói ngày này hợp lý hơn anh em nhé. Nhưng mà mình thấy cái kia nó có 1.000 thuốc tiến hóa, nó cũng ok quá. Nên là thôi cái này thì mua sau cũng được. VIP này. Rồi, lên VIP 10 anh em ơi. Và lên VIP 10 thì mình sẽ dùng 6.990 kim cương để mua thêm. Ở đây có một cái giáp kỳ tích nữa này. Ngon rồi. Kích hoạt thêm này. Hủy diệt sáng tạo hỗ trợ tùy chọn này. À, dưới tăng sao mọi hệ tùy chọn này. Và thêm có một cái nhẫn siêu đẳng nữa thì quá ngon luôn. Ok nhỉ. À đây, Hana thì mình sẽ lựa chọn em Hana anh em nhé. Xác nhận luôn này. Wow, trông có vẻ là một vị tướng hỗ trợ xịn sò con bò đấy.
Thì ok, video này mình tạm thời dừng ở đây thôi. Trong video tới thì mình sẽ review cho anh em về vị tướng Hana anh em nhé. Để xem là em này đánh đấm ra làm sao. Mình đang có hai em rồi thì chắc chắn là có thể nâng cấp được em nó lên tầm 8 sao. Chúc em chơi game vui vẻ và đừng quên ấn đăng ký kênh để xem video review về vị tướng Hana nha anh em.